Sau vài tháng ở ẩn, nam em bắt đầu đi hát trở lại. Với màn tái xuất này, cô có phần kín kẽ khéo léo hơn khi không chia sẻ đưa ra những phát ngôn dễ gây tranh cãi như trước đây. Sau mới đây, nam em đã dành một khoảng thời gian ngắn ngủi để giải bày với người hâm mộ về tình trạng của bản thân. Cô nghẹn ngào nói, bản thân cô đơn trong chính căn bệnh của mình và không một ai có thể hiểu cô đã trải qua những gì. Họ chỉ nhìn thấy lúc tôi cố gắng và cho tới lúc tôi bất lực nổi quạo lên và tôi thành người sai. Tôi ước gì gia đình có thể bảo vệ tôi, để tôi không phải vất vả cố gắng chiến đấu với thế giới này đã đủ mệt, còn vừa phải chiến đấu với bệnh, vừa phải chiến đấu với thế giới kiệt sức. Ngay sau đó, nam em khẳng định bản thân không hề giả vờ bị mắc bệnh ốm đau để tự làm khó chính mình. 28 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Không ai muốn bản thân như bà cụ 80 mà vẫn phải cố gắng mưu sinh, nói không ai nghe, không một ai thấu hiểu. Qua dòng chia sẻ của nam em, nhiều khán giả cảm thấy may mắn cho người đẹp bởi cô vẫn có bạn trai đồng hành trong khoảng thời gian vừa qua. Hồi tháng 3 năm nay, phía quản lý và chính nam em cho biết cô mắc 3 căn bệnh chính gồm rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực. Cách đây khoảng 8 năm về trước, người đẹp bắt đầu có những dấu hiệu của căn bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm. Căn bệnh về tâm lý khiến nam em gặp nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt, sinh sống như bao người khác. Có thời gian cô từng suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi khi phải ở một mình và dễ nổi nóng. Cùng với đó, nam em còn gây chú ý với dòng trạng thái muốn chấm dứt một mối quan hệ độc hại. Cụ thể, nam em đã chia sẻ bài đăng trên trang cá nhân với dòng trạng thái đầy ẩn ý: tôi muốn giải thoát khỏi mối quan hệ độc hại này, xin vũ trụ hãy giúp con. Bài đăng này nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người tò mò không biết nam em đang ám chỉ đến ai và mối quan hệ nào. Tuy nhiên, một số cho rằng người đẹp gốc Tiền Giang có thể đang nhắc đến mối quan hệ tình cảm với bạn trai Bùi Hữu Cường. Những đồn đoán về việc nam em và Bùi Hữu Cường có thể đang gặp trục trặc trong tình yêu cũng bắt đầu xuất hiện. Nhưng cho đến hiện tại, tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía dư luận, chưa có bất kỳ lời xác nhận chính thức nào từ phía nam em hay Bùi Hữu Cường về vấn đề này. Thời gian gần đây, nam em đang dần trở lại sau thời gian dài bỏ phố về quê. Người đẹp tham gia nhiều sự kiện nhưng tuyệt nhiên không thuộc ngành giải trí. Trên trang cá nhân, nam em cũng bày tỏ mong muốn được sửa đổi. Nàng hậu thừa nhận tính cách bốc đồng đã khiến cô vướng vào không ít sóng gió. Điều này đã tác động tiêu cực đến hình ảnh của nam em trong mắt công chúng. Chính vì thế, nam em mong muốn trở lại với hình ảnh trước kia, một nam em dịu dàng, hiền hòa và trong sáng. Trong lần trở lại này, nam em nhận được nhiều sự quan tâm, đón nhận và yêu mến từ khán giả. Từ đây, người đẹp cũng dần thay đổi hình ảnh cá nhân, hướng tới một hình ảnh tích cực và lành mạnh hơn. Bên cạnh đó, nam em cũng công khai bày tỏ sự hối hận về những ồn ào trước đây. Nhờ vào sự chân thành và thật sự muốn thay đổi, nam em đang dần được khán giả chấp nhận và tạo điều kiện để có thể sửa chữa những lỗi lầm. Sự ủng hộ này được thể hiện rõ nét thông qua việc các đêm nhạc của nam em đều bán sạch vé.